nay bông nó còn nở nhiều. Em đang coi bông anh. Đang coi bông. Mình chào các anh chị và các bạn. Xả gì? Đi coi con chuột. Bắt được con chuột rồi. Xả. Thiệt má. Đấy. Dễ giàu gì. Thiệt má. Tin nổi hơn dạ. Đâu? Hồi sáng á. À. Anh chuẩn bị đi làm. À. Cái anh hấp tấp quá, anh bỏ đi anh sợ nó chết. Anh lấy cái thùng đó, anh che lại sợ nắng đó, nó chiếu xuống rồi nó nóng nó chết rồi anh còn cho miếng đồ ăn nữa. Mà con chuột này khôn lắm rồi nha, bắt nó lâu lắm rồi á, cho nó ăn gạo nó không ăn, cho nó ăn đậu phộng nó cũng không ăn, nó không chui vô, cho nó ăn miếng bíp tết, để miếng bíp tết nó chạy vô dính luôn. Ăn bíp tết mới vô hả? Vậy cái mấy củ khoai lang mọi người coi này nha, kêu phan coi nó cắn nó rồi nè, ăn hết trơn. Coi cái củ khoai lang vừa ăn vừa nhả xác nè. Rồi cái củ này, gì nó cũng ăn hết ta, củ khoai lang người ta đang lên vậy cũng cạp hết luôn. Coi như là nó không có cái gì. Nó trừ hết phải không? Không có trừ cái gì hết trơn á, nhưng mà sáng anh sợ nó chết, anh cho nó ăn nữa, che nó lại nữa. Trời ơi, anh cưng con chuột còn hơn cưng em nữa. Cưng chuột hơn em gì, em bự, em đâu cần ăn đâu, nó phải ăn. Quá trời thiệt luôn hả? Má mọi người coi con chuột nó mập ú luôn nè. Ú đâu, bữa hổm anh thấy nó chạy vòng vòng nha. À. Bữa hổm anh thấy nó chạy vòng vòng nó mập ú à. Mà giờ anh thấy một ngày nó chui vô đây anh thấy nó ốm bớt rồi đó. Tại nó không có rau ăn. Thì đó. Trời ơi, mắc cười không. Hey, coi chừng nó chạy ra. Nó không chạy ra được đâu. Đó. Chạy ra chứ. Coi nè mọi người, ở bên Mỹ mà bắt chuột được là cái con này là cái con phá. Chạy ra không được, nó bị khóa rồi. Đó, sáng anh cho gạo nó ăn nè. Má thấy sợ luôn, má bành rau luôn. Bây giờ á. À, vậy nè, biết sao không anh? Anh bắt chuột rồi, giờ anh bẫy sắt đi. Cái con sắt nó cũng nó được không bắt có vô này đâu, nhỏ quá. Bây giờ á, bây giờ mình không có giết nó được. À, em định đem vô Gô Ti đây. Thôi, cái này phải kêu ngoài tụi mà Animal Recruit á, nó lại lấy. Chị vậy? Thì nó lấy chắc nó nhốt vô đồn cảnh sát chờ ba má lấy tiền chuột rồi nó thả nó ra chứ sao giờ ai biết. Thôi đưa về đem vô em Gô Ti cho anh nhậu một bữa đi. Rồi nói chứ giờ mình làm sao, giờ giết nó thì không được. Không được, không có giết nó được đâu. Giờ không biết làm gì luôn, bởi vậy nhiều khi cũng khổ thiệt. Bắt rồi á mà không biết làm sao luôn. Ê đừng cắn tay tôi nha. Thấy cũng tội nghiệp. Dạ, yeah, mấy đứa nhỏ nó cũng đòi ra coi con chuột. Ba mẹ con đều không có tin ba nó bẫy được con chuột. Sáng giờ. Thấy không? Thấy con chuột chưa? Bị trên. Con đó kia bằng con gì? Big mouse. Very big. You can use this mouse for your computer. Yeah. You for your computer, Bị trên. How about the computer mouse? Look at the ears. It gets locked here, so it cannot go out. Oh, be careful. Cho gạo nó ăn rồi sáng kìa, sợ nó ốm. Nó không có gì ăn. Thôi nhờ anh làm một cái lồng gì bự bự anh nuôi nó đi. Thôi ai nuôi chuột. Chị look. Mommy look rice. Không có nuôi chuột. Khổ thì. Thôi đem nó để anh kêu tụi nó lại lấy. Kêu tụi mà recruit á. Animal là lấy. Lại lấy. Chị đi. Dạ tạm thời đợi nó đây đi. Cưng chuột còn hơn cưng ly lì nữa mọi người coi. Ê vô nhà đi con. Ăn kem chuối nè mọi người. Trời ơi, các cô bác, cô chú, các anh chị và các bạn nha. Ăn kem chuối, ăn mình không có cho ăn gì hết. Cho chứ. Có một mớ rau tà cải xanh. Nó lên nè, giờ đi nhổ bớt cái nào mà nó lớn lớn á. Nhổ ăn, rồi xong rồi mấy cái cây nhỏ này á, để cho nó lên.
Trời lạnh quá trời luôn mà ăn kem chuối. Kem chuối ở đâu ra vậy? Anh giờ mới ăn thử. Cầm ăn thử đi. Trời ơi, lạnh chết luôn, ăn thử. Bữa nay trời lạnh quá trời luôn. Gió. Gió luôn chứ. Kem chuối có đậu phộng nữa nè. Đậu phộng dừa mít. Chuối. Sao mà người ta làm kem chuối thấy nhìn nó gọn gọn, sao em cuốn một cục nó giống như là sausage vậy? Vậy ăn nó mới đã mà. Đi làm cho bự ăn cho đã chứ có gì hết trơn. Trời ơi, chảy non quá. Còn cái cây này là cây dao mũ. Chứ không phải là cây mà. Tại vì á, Lý không thích làm cái cây bằng gỗ kia, ăn vô nhiều khi nó rách lưỡi. Cái gì nó cũng có cái dao cũng rách vậy. Đó, dao đó bằng mũ mà. Chảy non quá mọi người ơi. Quá trời đã luôn. Em hái em để ngay trời nắng rồi héo hết à. Sao? Hái xong cái mình hái mỗi thứ ít. Hái mớ xà lách. Em biết hái rau mà để nó tươi em lúc nào em hái không? Lúc nào? Bằng đêm á. Hái. Ai đợi tới bằng đêm hái? Hai bằng ngày á, héo mà. Non ha. Non quá. Chắc chút nữa em hái xong anh gieo lại giùm em vô mấy cái thùng đi. Chứ giờ xuống đây nó nắng á. Em cũng còn cải này nè. Giờ ăn tiếp đi. Cải nào? Cải này nè. Mình gieo mình. Trời ơi, nãy giờ ăn một miếng hồi bị ghiền luôn tại có mít trong á. Ngon lắm. Cuối tuần đi chợ đậu xe kế chiếc xe, hai chiếc xe giống nhau phải không? Chiếc xe Ly cũng màu trắng, chiếc xe kia cũng màu trắng. Trời ơi, đứng đó mở cửa, ủa sao mà cửa nó không có mở gì trơn. Nhìn vô thấy có người ngồi ở sau giật mình đi lộn xe. Hên quá không có bị la. Em biết xe của em mà em bấm nó kêu mà, nó kêu tiếp tiếp mà. Kêu tít tít từ xa mà hai chiếc xe giống nhau phải không? Xong rồi em cứ đứng em mở cửa, tại sao mà nó không chịu mở. Cuối cùng đi vô xe của người ta hên là không có bị la. Sao phía bên này thì nó lớn mà phía bên kia nó nhỏ là sao hen? Phía nào mình gieo họ có phía bên này nè thì nó lại lớn mà phía bên đây thì nó lại nhỏ. Cái chỗ nó phân gì hay là khác nhau hay gì, hay là giống như trời nắng trời mát gì đó hay... cùng có trời gió cùng có một bịch phân nữa, có dự phân này phân kia tùy theo hướng gió nữa vậy à. Hôm nay hái rau này không còn rau gì hái không? Rau xà lách kìa, rồi rau mơ kìa. Thì nói chung là phải đủ cho một bữa ăn chứ. Em ăn không ăn, ăn hết rồi, gần hết rồi đó. Ăn chứ. Nhưng mà em có làm trong tủ lạnh nhiều lắm. Bữa mua cái mít rừng. Mít hồng cao cao á, em hái đi. Thôi ra bông á. Đó. Ừ. Đó ra bông rồi đó. Nhanh. Gõ này ăn cá chiên ngon liền. Cắm nước mắm. Cái spinach á bên kia nhỏ ăn sống luôn, không đủ nồi canh. Nó ăn sống luôn. Spinach ở đâu? Phía bên sau lưng nè. Tại vì nếu mà đủ nồi canh thì mình để nấu nồi canh. Cái cọng rau đó bữa hôm anh cắt nó lên lại. Vậy à. Rồi bây giờ em cắt nữa nó lên lại nữa. Giờ mình đi qua mình mót mấy xà lách nữa. Anh thấy ở Walmart nó có bán sợi salad này nè. Có không?
salad này là người ta không có nhổ, người ta tước lá. Cái cây nho bữa hổm trồng lên lên nhiêu đây rồi nè? Lâu lơ lâu lắc à, mấy năm trời. Mới trồng mà mấy năm đâu. Nhưng mà trong cái label đó nó mấy năm. 2 năm mới có trái. Yeah. 2 năm là do người ta trồng chăm sóc kỹ rồi, mình không biết mấy năm. Sắp được gỗ nữa. Trời ăn rất tùm lum. Cho em không nhỏ hả? Không. Giờ đi lại thấy ít lắm mưa. Chắc cái hẹ hẹ cái bụi này ăn 3 năm trời mà sao mà nó có nhiêu đây hoài, nó không đẻ ra được. Hẹ này là lá nhỏ mà. Cắt xong rồi chút mà tưới nước nó lên lại à? Ừ, 3 năm trời rồi đó. Nó không chết à, mùa đông nó đâu chết đâu. Sao mình hồi mới đầu năm đi có gieo hẹ mà nó không lên. Đúng rồi, gieo sớm. Sang năm làm lại. Như bây giờ là đúng lúc gieo này em. Trời còn lạnh lạnh gieo nắng. Thế chưa mỗi thứ ít vậy cũng tiếp sao mấy cái này á, ly đồng cái khác đi cắt luôn chứ giờ nó không lên nữa rồi. Đúng rồi, bỏ thì bỏ đất luôn đúng không? Dạ bỏ đất luôn, cắt mấy cái non non này ăn. Lấy đất này trồng còn mấy con đó làm phân luôn. Ở trên đây cũng có mấy cọng nè. Cái này thường thường hủ tiếu người ta bỏ vô mấy cọng người ta ăn. Mình về mình ăn sống luôn. Lên gì đâu mà lưa thưa. Gieo lại này không? Gieo à, mùa em, này là gieo là ok đó. Em có hộp này nè. Gieo lại đi. Ở nhà người ta hái hả? Đùng nguyên 2-3 cái sạp luôn. Em có một hai hết một cái giường chưa được một rổ nữa. Thấy à? Trời. Thấy mắc cười quá. Tôi khi nghĩ cũng buồn cười. Nhưng mà cũng là niềm vui đúng không? Tự tay mình trồng có cái lên có cái không. Mày muốn á, em muốn gieo á. Dạ, em đừng có tự gieo. Em canh em hỏi bà con tới mùa chưa. À. Em gieo cùng mấy đợt vậy đó. À, nếu mà nó không lên nữa là biết là em không biết gieo rồi đó. Cái lá mơ này nha mọi người. Ly từng nào Ly cũng hái hết trơn á mà nó lên tốt. Lá mơ này nó trị bệnh nè. Đau bao tử. Đau bao tử gì nữa? Cái gì lợi tiểu gì đó ai biết đâu, cô mấy cô lớn tuổi thì nói à, cái này khó đi tiểu. Yeah, lợi tiểu gì chả hiểu đó, là đồ ăn rau này vô đây là đi tiểu liên tục đi. Nó có lắm mưa cái tốt quá trời, mấy người kêu làm bánh hoặc là xào trứng ăn sống cho nó lợi tiểu, mình nghe vậy nó tốt lắm. Nhưng mà ăn thấy nó cũng được, mới đầu chưa quen. Nhờ quen rồi. Ăn sống. Dạ. Nhẫn một chút. Thái mi cái lá chấm kia kìa to.
Kêu bằng non sao luôn. Non mà nó lá bự nữa. Nha. Ông từng á đi hái ông mới vậy thôi. Ăn vừa đủ ăn. Xong cái chừng nào ăn hết ra hái nữa. Hái tiếp. Ở dưới đó sao lá quá trời nè. Nha. Quá trời non luôn, nhưng mà em muốn hái mấy cái lá bự ở trên đây trước mà. Còn mấy cái già đó nhiều khi mình muốn mình cắt bỏ. Cắt bỏ cũng được. Còn muốn lá bự hơn không? Lá trên này. Thôi cái đó là cây. Em hết củ cải đỏ ăn chưa? Hết rồi. Coi coi cái này lên củ chưa? Rồi, được gỗ rau rồi, thấy mót phim mới đằng kia nữa là xong. Xoài, lên bông quá trời ơi. Phải cột nhánh nó lại rồi mày. Mấy xoài nó lên bông vậy có đậu trái không các cô, các chú, anh chị ơi? Cái xoài này nhỏ xíu à, mà nó bây giờ nó lên bông rồi nè. Không biết sao nó ra trái. Ở dưới đây á, gieo đại tự nhiên nó lên có một khúm này. Còn cái cây nhỏ nhỏ là cũng nó luôn phải không? Dạ. Rồi, vậy là biết rồi, hướng gió rồi. Toàn là nó về phía này không ha. À đúng rồi, bên phía, lát, phía bên này nó tốt hơn phía bên đây nữa. Yeah. Spinach này ăn sống ngon. Anh chút nữa anh chỉ em đi hái cái rau gì ở ngoài đó kìa. Em để nó ra bông luôn rồi. Không anh nhổ bỏ luôn đi. Rau gì? Đó. Ra bông luôn rồi đó. À. Rồi cái ngò gì đó em không hái, em để nó ra bông. Cần anh hái phụ. Nhắc đi. Cái này non, ăn ngon. Ngát lá này rồi còn ăn được làm sao nữa. Dạ. Này để nấu canh rồi đúng không? Được, ăn sống. Hả? Ăn sống. Anh thấy người ta nấu canh mà. Nếu mà nhiều thì mình ăn lẩu, ăn canh, ăn xào tỏi. Nhưng mà cái này bỏ vô canh chắc còn được tới chút xíu. Cho nên giờ ít thì mình ăn sống, nhưng mà ăn sống nó lại tốt. Gạo này là ở trong Costco nó bán một hộp để mình ăn sống khoảng 4.99 đồng. Hồi trước Ly hay mua nó mix chung với salad á. Nè, rau này hả? Ừ. Mà giờ thấy nó non quá đi để ăn sống chứ. Cái gì ăn sống nó cũng tốt, giống như thấy người ta ăn cá sống hay thịt sống đó. Đâu có, cái đó không tốt à. Vậy sao người ta ăn sushi? Em không biết ăn sushi. Nói ăn thì tốt rồi, sung tùm lum la mà ai biết. Cái đó anh biết, em không biết. Anh đâu có ăn. À. Anh đâu có ăn thịt sống đó đâu. Cá sống. Ăn không được. Ngộ thiệt. Rau dền gì nó lên đây nè. Đó. À, bắt đầu thấy rau dền lên rồi đó nha. Rồi thôi, hái chút chút vậy thôi. Còn cái rau gì hái không? Ở đây hái vậy. Đi hái cần, từng nào cũng ăn cần hết, đã thì. Cắt xác vô nha. Vậy hả? Để anh khỏi đi cắt lại. Tại mới đi cắt lại đó. Hình như là ăn mỗi cần luôn á. Thơm. Thơm quá, mới vừa cắt thôi á. Mót mót vậy cũng cả rổ chứ bộ. Đâu có ít đâu. Mỗi thứ mấy cộng. Đây cũng là cái có xôi. Ôi, lá tỏi, lá gì nè, lên mất trời. Cái này á, ăn ngon lắm, anh có ăn, từng ăn chưa? Em, cái lá này lá gì? Em không biết. Sao giống ngò quá vậy? Hay là cỏ? Cái này á, anh muốn cắt cái bụp hay là sao ta?
gì cắt đi. Cái này là rau hay là cỏ? Con không biết, em nhỏ thôi, luôn đi. Đừng, đừng có ăn nha. Hình như là rau lúc trước em trồng đó. Mà không biết rau gì. Cái này thôi rau xà lách nè. Cái đó xà lách, cái phần này bỏ đi. Còn cái này rau gì nè các anh trời ơi. Nó giống như ngò vậy nè. Nghĩ là nó đó em. Tại vì mà hồi xưa mình chỗ này trước giờ mình đâu có mấy cái rau này đâu. Ừ, không biết đâu. Không biết rồi thôi. Nè, quá trời luôn nè. Thấy không? Quá trời. Cái này cỏ hay là rau? Móc dữ quá anh. Cái này xà lách thôi, bữa đi gieo quá nó lên. Nhỏ hết đi, trong này nó không tốt đâu. Để cho cái cổng gì nó lên nè. Cái này chưa có ăn được. Đó, một chỗ nó lên khúng khúng vậy ăn cũng được á. Chào xin vợ cộng rau thơm nha. Chứ không thơm, không có rau thơm ăn không vui. Lỡ rồi, có mấy cộng tém luôn. Ở đâu ra vậy? Mót dữ quá nhà người ta cắt ăn không hết, nhà mình mót dữ quá. Cắt cái nó lên nữa. Rớt nè. Cắt xong mày không lấy. Xong chưa? Chưa. Đi hái cái gì? Hành, cắt hành lá nó già hết. Chột thiệt mọi người ơi. Là dính con chuột đó. Con này nhỏ nha. Con đợt là bự lắm. Cái này là chuyện là cả gia đình nó ông nội ngoại gì nó chui vô đây hết rồi. Lá lên cao dữ. Quá trời cái lá này nó non. Em ơi. Làm sao mà trồng được cái này mới non mà trồng không được. Ngoài chút người ta hốt em thảy vô đó. Quên. Hái cà tím không? Cà tím có đâu hái. Nè. Mấy cây có. Chết lên chết xuống. Ờ, không phải cà, đúng rồi cà này, không phải cà tím, cà ớt á, ớt á, ớt chuông. Hai trái. Vậy nó ăn được mấy bữa rồi đó. Nhiều đó. Nhiều đây ăn từng lễ, từng sao mới đi tìm rau ăn nữa. Nó ăn hết mấy củ khoai lang của em rồi. Giờ nó bị dính nữa rồi. Mấy chú chuột nhắt này. Để cho người ta trồng rau nhiều chút rồi ăn. Ăn sớm đó. Đi rửa lại đi. Đó các anh chị và các bạn. Hôm nay nè đi mót chét được nhiêu đây rau vô rửa chiên cá chiên trong xã ăn. Đi cảm ơn các anh chị và các bạn nha đã xem và luôn ủng hộ cho Ly đi ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha mọi người. Bye các anh chị và các bạn, rau. Các cô chú nha.